Chiều ngày 29 tháng 9, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức chương trình vui hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ chuyên chức công tác tại trung tâm. Đến dự của ông Nguyễn Đức Linh, Giám đốc Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố. Chương trình vui hội trăng rằm gồm nhiều nội dung ý nghĩa. Các em thiếu nhi được rước đèn ông sao với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi dân gian cùng chị Hằng Nga và chú Cụi, đây là một trong những hoạt động thiết thực của công đoàn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc nhằm tổ chức cho các cháu thiếu niên nhi đồng đón một Tết Trung thu thật vui vẻ, là sân chơi bổ ích có ý nghĩa giáo dục cội nguồn, văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần động viên các cháu tiếp tục ra sức học tập, phân đấu rèn luyện đạt được nhiều thành tích trong năm học mới.